Cho Yi-hyun, tân binh khủng long từng đứng bét lớp, lội ngược dòng ngoạn mục sau một bộ phim. Cho Yi-hyun là cái tên nhận được nhiều sự chú ý không chỉ của khán giả Hàn Quốc mà còn ở thị trường châu Á sau khi góp mặt trong dự án phim đình đám On of Mỹ Ades. Cô nàng gây ấn tượng với kỹ năng diễn xuất đa dạng và vẻ ngoài xinh đẹp. Cho Yi-hyun sinh năm 1999, sở hữu nhan sắc đỉnh cao, từng tốt nghiệp trường trung học biểu diễn nghệ thuật Hàn Lim. Cô là nữ diễn viên trực thuộc công ty quản lý Artist Company. Ra mắt công chúng vào năm 2017, cho đến nay Cho Yi-hyun đã góp mặt trong nhiều vai diễn lớn nhỏ, từ phim truyền hình tới phim điện ảnh. Khi mới bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn và đã từng xếp gần cuối lớp trong kỳ thi, cụ thể là đứng thứ 38 trên 40. Tuy nhiên, niềm đam mê với nghiệp diễn đã thúc đẩy cô không ngừng tập luyện và cố gắng. Kết quả là trong kỳ thi tiếp theo, cô đã vươn lên hạng thứ 2 và thi đậu Đại học Kyung-hee, khoa sân khấu và điện ảnh. Thời điểm còn là thực tập sinh dưới trướng JYP Entertainment, Cho Yi-hyun bị coi là thực tập sinh già nhất trong lứa mới vào. Chính vì thế, nữ diễn viên càng gồng mình cố gắng trước khi nhận được thành quả mỹ mãn bây giờ. Tuy không có gia tài phim đồ sộ như các diễn viên khác nhưng mỗi vai diễn của Cho Yi-hyun đều có những nét riêng biệt và không bị trùng lặp. Nữ diễn viên được chú ý tới thông qua một vai phụ nhỏ, Jun Bok trong Hospital Playlist, chuyện đời bác sĩ. Dù không có nhiều thời lượng lên hình nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối với khán giả bởi nét diễn tự nhiên và đáng yêu của mình. Trước đó, cô đã thử sức với bộ phim cổ trang Mi Kanchi, The New Age trong vai Seo Jeon, em gái của Seo HVKI, Yang Se-jong. Đây là một vai diễn tương đối khó, đòi hỏi cô phải lột tả được nội tâm phức tạp của nhân vật. Quả thực, nhân vật Seo Jeon đáng thương đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là thời điểm mà sự nghiệp diễn xuất của Cho Yi-hyun có nhiều thay đổi đáng kể. Trong hai tác phẩm School 2021 và On Up Mỹ Ades phát sóng nối tiếp, nữ diễn viên đều xuất hiện với tạo hình nữ sinh cấp 3. Tuy nhiên, hai nhân vật này lại có nét tính cách trái ngược khi Ji-won trong School 2021 vui vẻ, hoạt bát, còn nam gia trong On Up Mỹ Ades lại lạnh lùng và khó gần. Hai bộ phim cũng thu nhận những kết quả trái ngược khi On Up Ades có sự thành công vượt bậc còn School 2021 lại không được nhiều người xem để ý. Nữ tân binh được công nhận khi vào vai lớp trưởng Choi Nam-ja trong phim On Up Mỹ Ades. Choi Yi-hyun được đánh giá là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô nàng vô cùng nổi bật trong vai diễn lớp trưởng và có thể lấn át dàn diễn viên trẻ cùng độ tuổi. Cho Yi-hyun nổi đình đám sau bộ phim bom tấn On Up Mỹ Ades. Cô được ưu ái gọi với cái tên tân binh khủng long bởi màn thể hiện đầy thuyết phục trong bộ phim lấy đề tài sinh tồn zombie. Bộ phim On Up Mỹ Ades đã giúp người đẹp thu về lượng fan khủng, đồng thời cũng mang đến cho cô nàng những thành công nhất định trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, dàn diễn viên phụ vẫn đang chật vật tìm dự án phim mới, gây tiếng vang giúp dàn diễn viên chính của bộ phim nhanh chóng nổi tiếng trở thành những ngôi sao hàng đầu. Nhưng không may, những tranh cãi và ồn ào cũng nhanh chóng đến theo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của Cho Yi-hyun. Bộ phim có những nét tương đồng với phim Sống Còn của Nhật Bản, khắc họa rõ nét hệ thống giáo dục mục nát. Năm 2020, giải thưởng nghệ thuật phim Chunsa hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm 2021, giải thưởng phim truyền hình KBS hạng mục giải thưởng cặp đôi đẹp nhất. Năm 2023, Bà Mối là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nàng lớp trưởng vạn người mê một thời. Thế nhưng nó dường như không giúp cô giữ được phong độ của mình. Ngay từ những khoảnh khắc mở màn của bộ phim, Cho Yi-hyun đã vấp phải tranh cãi vì nét đẹp quá hiện đại, không hợp với tạo hình cổ trang. Thêm vào đó, việc cô trang điểm đậm, mặc những bộ đồ tươi sáng, gương mặt đáng yêu cũng bị cho là không phù hợp với nhân vật một quá phụ kiêm bà mối sành sỏi, trải đời. Ngoại hình thì có thể châm chức nhưng ngay cả diễn xuất cũng có vấn đề thì quả là đáng buồn. Trên trang Asian Wiki, khán giả để lại không ít bình luận bày tỏ sự thất vọng về diễn xuất của Cho Yi-hyun. Biểu cảm của cô không thực sự tự nhiên, khi đơ tới khó hiểu, lúc lại quá lố. Người xem còn cho rằng, trước đây ở On Up Mỹ Ades, Cho Yi-hyun diễn đạt là vì vai diễn đó không có nhiều biểu cảm, luôn lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ. Khi phải diễn một nhân vật hoạt bát, sôi nổi, có phần tinh danh, Cho Yi-hyun lập tức gặp khó khăn. Điều mà ai cũng ấn tượng với Cho Yi-hyun là cô có nét đẹp ngây thơ và thánh thiện hệt như mối tình đầu. Đã bước sang tuổi thứ 23 nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu khiến nhiều người không khỏi ganh tị. Đây cũng là lý do mà nữ diễn viên cực nổi bật với các bộ đồng phục nữ sinh trong các vai diễn. Choi Yi-hyun của On Up Mỹ Ades từng tự nhận mình không đáng yêu và chưa có mảnh tình vắt vai. Ít ai biết nụ hôn ngọt nhất bộ phim On Up Mỹ Ades suýt bị xóa bỏ và hậu trường gặp sự cố khiến fan đỏ mặt. Đây cũng chính là cảnh quay được yêu thích nhất của cô và Park Solomon. Tuy nhiên, Choi Yi-hyun tiết lộ phải quay đến tận 17 lần. Cặp đôi này đang được fan tích cực đẩy thuyền. Tài năng, xinh đẹp và luôn cố gắng không ngừng nghỉ, hy vọng trong tương lai Choi Yi-hyun sẽ trở thành một cái tên nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc. Người đẹp sở hữu tài năng diễn xuất đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bộ phim mới hấp dẫn hơn.